được Phan Rí rồi. Phan Rí là ở đâu các biết không? Không biết. Phan Rí là gần Phan Rang luôn. Và gia đình chúng tôi đang dừng chân nghỉ ngơi chút xíu. Các rất là mê chó nha. Các đi đâu mà thấy mấy em chó là các mê lắm. Sáng nay Nguyên nhà đi rất sớm, đi từ 8 giờ, đúng ra là phải đi từ 7 giờ ý. Cuối cùng đi gần như là 9 giờ luôn. Hẹn cả đoàn đi chùa làm từ thiện, xuất phát lúc 8 giờ mọi người sẽ đợi bên khu sala. Thì 8 giờ kém 10 mình bật dậy, vì mình đã ý là nhà mình đã có bật báo thức, nhưng cuối cùng không có báo thức nào reng hết. Và mình đã khều khều bạn đó dậy, và cuối cùng bạn đó la mình và bạn đó ngủ tiếp luôn các bạn ạ. Rồi sáng bạn ấy xuống, bạn ấy trách móc là tại vì mình dựng clip cho nên là mình bị dậy trễ. Đó, các bạn thấy ngang ngược không? Bạn ấy nằm đây. Bạn chuyến đi gì bạn giới thiệu cơ bạn? Trên xe bạn ngủ cũng dữ lắm á. Bạn với bạn khác à. Giới thiệu đi bạn. Hồi nãy lúc mà xuống xe mình đói bụng quá, gia đình tấp vô ăn cái quán cơm chay ở vỉa hè rất là ngon nha. Mình nói mình quay clip với lại chụp hình lại, nhưng mà cuối cùng do ăn quá mình không có quay được, rất tiếc. Quán cơm chay nhỏ nhỏ à, nếu mà đi từ Sài Gòn ra Phan Thiết thì quán bên trái nha. Trời ơi, chỉ một cái khúc mà phải nói là đố ai tìm được còn khó hơn trúng số. Hôm nay là mình sẽ đi tham quan các ngôi chùa ở trong khu Cổ Thạch, là chùa Cổ Thạch nè, chùa Long Quang nè, chùa Pháp Bửu nè, chùa Hang. Còn ngoài ra thì dọc đường đi một tí nữa anh trong nhóm sẽ thấy chùa nào mà nhỏ khó khăn á thì sẽ ghé cúng dường gạo với lại đậu á anh, đậu với nước tương. À bây giờ chúng ta đã tới được ngôi chùa đầu tiên rồi. Ôi cái này đẹp quá ha. Ồ. Nè con lại đây con nè. Trời ơi, ghê thiệt. Hồi nãy nhảy bên kia đụng cái lá mà rớt xuống bên trước cổng chùa luôn. Lạy Phật nè con ơi. Lạy gấp dữ vậy. Đây là ngôi chùa đầu tiên gia đình của Nghi Khánh tới nha. Trước cổng chùa là có ba tượng Phật. Em bé tới chứ cũng chùa em bé nhảy gì em bé. Chùa ở đây được chạm trổ bằng những cái vỏ chai, những miếng sành rất là tinh xảo, rất là đẹp nha mọi người. Vỏ chai. Ừ, là bằng vỏ chai đó. Ừ, bằng mấy cái tô, cái đĩa bể nè, người ta đập ra người ta làm nè, đó. Đâu? Đó, tất cả luôn nè, con nhìn lên trên cao nè. Đó. Rất là nhiều chỗ đã được chạm trổ bằng những cái vỏ chai, vỏ sành đó. Mọi người đặt chân cho bé này ơi. Bé này tên gì? Giữa. Đẹp quá, ba màu này đẹp quá nè. Bé sữa nha. Đây thêm một bức nữa nè. Nữa nè. Nhiều quá, tất cả mọi chỗ luôn. Đều có hết luôn. Bây giờ chúng ta lại chuẩn bị đi qua ngôi chùa thứ hai. Ngôi chùa thứ hai chắc cũng không xa đây đâu, cách đây chắc cũng vài trăm mét thôi đúng không Thư? Em không biết sao, mà ngồi đi em đi mà. Mình đi băng qua một ngôi chợ đó. Nhanh lên nào. Hai bên hông chùa có bán rất là nhiều đồ trang trí rất là đẹp. Và có bán rất là nhiều bức tranh Phật. Đây là đường vô ngôi chùa thứ hai. Chùa ở trên đây rất là xinh, nhỏ nhỏ xinh xinh, mọi người cũng nhìn thấy á, được trang trí màu sắc rất đẹp. Đây là toàn cảnh ngôi chùa thứ hai. Đây có một cái bia. Đây có lẽ là chim đại bàng. Ơi. Cẩn thận coi chừng té. Các có muốn ra thêm bước nữa không? Wow. Rồi.
Đó, trước mặt chúng ta là biển. Biển. Từ đây mình có thể nhìn được bao quát. Biển. Rất là đẹp. Biển. Các đang tạo dáng cho mẹ chụp hình nha. Đây là phía sau của ngôi chùa được mọi người giới thiệu là rất là đẹp. Và thật sự thì chùa này rất là đẹp mọi người. Đây, phía sau ngôi chùa. Wow, đây có một tượng Phật màu xanh ngọc. Rất đẹp. Trên đây có một cái chuông bằng đồng rất to. Các rất là thích mấy em chó nên đi đâu cũng có mấy em chó đi theo hết à, dễ thương không? Con thử đi coi mấy em có đi theo con không? Không nha, mấy em vẫn đứng im nha. Ở trên là 5 ngón tay ở trên anh ạ. Đây là chùa hang, ở trên đó là 5 ngón tay của Phật tổ. Đây mọi người, chùa nằm trong cái hang đá tượng trưng cho một cái bàn tay của Phật tổ có 5 ngón tay nha. Đó, Đức Thế Tôn. Và đây là Phật nằm, Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Phía bên này là mẹ Nam Hải, ngó ra biển. Điểm chở treo leo quá hả? Té cái là giật. Đi xuống cái đường đó đó con. Đây là mẹ Nam Hải. Rồi các với mẹ quay lại nha, chụp tổng hình nè. 1, 2, 3, mập quá quay lại không được hả các? Cấn bụng hả? Ui ôi, đứng không nổi luôn, nặng thịt quá. Bây giờ gia đình mình gặp một sự cố rất là hy hữu nha các bạn, chưa giờ xảy ra. Tức là xe đang chuẩn bị hết xăng, ghé cây xăng đổ rồi, nhưng mà bây giờ cái nắp xăng mở không ra. Dây lên rồi nó có nào dây đứt không? Và sau lưng là mình muốn đổ bao nhiêu trăm lít xăng cũng có mà cái nắp xăng xe hơi mở không ra, cho nên là thôi chắc đẩy bộ về quá. Giờ xuống kiểm tra nắp xăng hồi rồi. Nhấn nó cũng không ra. Rồi nè, nè anh để ngón tay vô đi anh chung rồi. Rồi đó ra rồi đó. Trời ơi vậy luôn đó hả? Trời ơi. Người đẩy, người phải kéo vậy. Tức là một cái nắp xăng mà phải có 3 người mới kéo ra được. Có sự trợ giúp nó mới. Hồi nãy nghi nghi rồi, thành ra em xuống em định nảy ra đó, em đập 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 đó. Cuối cùng không, cái mình nghi nó thành hiện thực. Và cuối cùng chúng tôi đã đổ xăng được rồi nha các bạn. Và xe chúng tôi là tiếp tục tới hai ngôi chùa khác nữa. Nói chung đây là một chiếc xe hiện đại nhưng mà nó có hơi hướng cổ điển nha các bạn. Dùng trợ lực rất là nhiều. Các cát đang rất là mệt vì chuyến đi xa và đang bị khó chịu vì cái mùi xăng. Chắc có lẽ là đang đói bụng. Đây là đồi trắng nha mọi người. Giờ mình tấp vô đồi trắng mình chụp hình nha. Cho cái điện thoại đeo mắt kiến nha các bạn. Ồ, cát màu hồng. Xong xuống cho người khác chụp con ơi. Rồi đi các ơi.